Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là ở đây. Đến với clip ngày hôm nay thì chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhá. Cái tổng kết mini game thì chắc là lát nữa thì mình sẽ tổng kết ở cuối video này nha. Còn video ngày hôm nay thì mình đang đi làm một cái thử thách đây. Một cái thử thách đến từ bạn có tên là Kiệt Trịnh. Mong anh làm thử thách cầm hai cây súng sạc solo lấy top 1 đấu danh. Đấy. Nói chung là bạn ấy kêu là lấy top 1, không nói rõ là đấu danh hay đấu thường, nhưng mà mình thì mình cứ mặc định là đấu danh nha các bạn. Chứ đấu thường thì có gì đâu mà làm, đúng không? Ok. Thì đối với cây súng sạc như các bạn biết rồi. Bây giờ thì chúng ta không có nhặt ở ngoài nữa, mà chúng ta phải chờ thính xuống xong rồi chúng ta mới nhặt được súng. Thì đầu game nên là mình sẽ lượn lờ xem là có thanh niên nào không, mình xin tí tiết thì các bạn. Bên dưới này có hai niên đang bắn nhau này. Đấy, khè khè kìa. Đây đây đây. Tiếp cận. Rồi xong. Không làm gì được các bạn ơi. Bị hai niên bắn thế này làm sao mà đỡ được. Thà như là có một thanh niên kia thì mình còn đấm được, chứ còn hai người lận thì làm sao mà đỡ được. Không sao, may mà đi solo có hồi sinh, chứ không có hồi sinh thì chắc là các bạn lại xem trận mới rồi đấy. Rồi, đã thấy cái thính xuống nhưng mà có vẻ hơi đông ấy. Ok, không sao, mình sẽ tìm cách mình lút vậy. Có súng rồi cái tự dưng đi tìm mình chẳng thấy người đâu, buồn thế nhở. Còn có 20 người à, không biết hôm nay có được nhiều kill hay không đây. Rồi, chúng ta sẽ vào bò nhá. Đây 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 đây. Con rời đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng đã gặp người rồi. Nào. Hướng này đúng không? Lên chơi luôn nhá. Đằng nào thì mình cũng chưa kill mà, bây giờ đang khát kill lắm rồi. Cần phải kiếm kill thôi. Ừ, lên đây. Lên đây. Thanh niên này có vẻ trâu ấy. Trâu ơi. Trâu với chúng tôi này. Ok. Kill đầu tiên. Thơm liền các bạn. Chẳng qua là ban nãy mình không có súng thôi, chứ bây giờ mình có súng thì làm sao mà bạn ấy ăn được mình được. Nãy vừa nhìn còn 20 người, giờ còn 13 người. Trận này có vẻ như là các bạn ấy bắn nhau dữ dằn đấy nhở. Được trận đi làm thử thách mà mấy ông này bắn nhau ghê thực sự ạ. À. Ví dụ đây mà là một cái trận đấu đi leo danh thì chắc là mấy bạn mà leo danh ấy chắc thích lắm đây này. Kiểu như là nấp nấp cái thôi đã vào top mười mấy rồi, thế này là auto cộng điểm rồi còn đâu. Chứ cần gì phải làm gì nhiều đúng không? Xa quá trời xác. Nhưng mà cái súng mình cần thì nó chỉ có một cây thôi các bạn ạ. Lát nữa chắc là mình sẽ kiếm thêm thính, mình lút thêm cây nữa, bắn đủ combo hai cây cho nó có tí màu mè. Với cả là cầm hai cây cảm giác nó cân hơn các bạn. Mặc dù là mình cũng không dùng hết cả hai cây đâu. Súng sạc này thì đâu cần phải bắn hai cây, một cây là quá đủ rồi. Hôm nay thì mình cũng đang mặc một cái bộ đồ full màu tím cho nó hợp với lại cái skin mà mình đang mang các bạn. Skin súng sạc ấy. Đấy, nguyên combo màu tím thế này cho nó chất chứ. À, không biết là có thanh niên nào ở đây không? Không có ai luôn. Đây 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 đây. Mình vừa thấy tiếng súng ở trên đồi. Ok, lấy luôn nhá. Bây giờ là tầm này cứ nghe tiếng súng ở đâu lên công kiếm kill thôi. Nếu không để tí nữa các bạn ấy bắn nhau hết mất thì tiếc lắm. Chủ nhà đúng không? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, hai viên là quá đủ cho cô nàng này. Úi giời. Bạn này bạn ấy vừa giết người xong nhưng mà không bơm máu nên là mình lụm luôn bạn ý rồi. Lút đồ thì cũng phải từ từ chứ, bơm máu đi rồi lút chứ. Xu nhiều quá các bạn ơi. 5.000 mốt xu lận. Mình sẽ quay lại cái máy bán hàng mình sắm chút đồ nhá. Chứ mà không sắm đồ thì tiếc cái số xu này lắm. Lên có gì thì mua đấy vậy, chứ bây giờ để cái số xu này không như này tiếc lắm. Đây rồi. Đấy, cũng mua được cơ số đồ đấy các bạn ạ. À, đừng có đùa. Rồi đi. Tiêu được gần nửa rồi. Còn 2.800 nữa. Thôi thì mình sẽ lại đây mình tiêu nốt nhá. Tiêu hết đi chứ để làm cái gì. Có đồng đội đâu mà cần phải cứu. Rồi ok. Như thế là end rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bảo bo nha. Còn có 9 người à. Căng ấy nhờ.
Mấy bạn này bắn nhau ở đâu ta? Rồi, có ai ở quanh đây không? Giao lưu tí coi. Rồi, có vẻ như không có ai rồi các bạn. Chắc là mình lại phải đi xuống khu dân cư hoặc là xưởng cơ khí rồi. Góc đấy nhiều công trình thì khả năng là mấy bạn đi nấp ở dưới đấy. À, đây đây đây. Có. Trên này có một người. Gốc cây đúng không? Nấp ở gốc cây đúng không? Lộ diện đi bạn này. Đấy, bom keo liền. Ôi giời, ngộ không kìa. Dùng ngộ không sớm thế. Ơ, chạy à? Bạn gì ơi? Chơi mà chơi chạy thế. Ấy à, căng. Lòi thêm ra một thanh niên nữa kìa. Ghê ghê. Thanh niên ấy, bạn ấy có súng tầm xa. Mình đâu có súng tầm xa đâu các bạn. Nên là đâu làm được gì đâu. Mình sẽ đi vòng bên này vậy. Kiểu gì mình chẳng áp sát được bạn mà. Sao phải xoắn? Sao phải xoắn hả bạn? Hai viên là quá đủ rồi. Nào. Ôi dồi, thanh niên này ít đồ thế. Này chắc là núp để leo danh đây mà. Thấy cũng hơi tội nhưng mà dù gì thì cũng cộng điểm danh rồi mà. Đây đây, một thanh niên nữa. Ôi dồi, bò keo tròn luôn kìa. Ớn không? Có người ở dưới lên. Ok, 2 kill, 2 kill. 1 kill này. Bum. Ủa, không dính hả? Rồi, bắn nhau đi các bạn ơi. Mình ném bom ăn mòn ra rồi đấy. Wow, thanh niên bên dưới giết thanh niên của mình đang săn luôn rồi. Hay nhỏ. Chạy xa thế này làm sao mà bắn được. Có gì vào bo vậy. Mới được có 3 kill à. Hy vọng ở trận đấu ngày hôm nay mình sẽ được tầm 5 kill. Chứ mà không được 5 kill chắc là cái video này mình lại bỏ quá các bạn ơi. Chơi ít quá này nó cũng không đáng đúng không? Chơi mà chỉ lấy top 1 không làm sao mà. Có cái gì để mà xem được. Ôi dồi ôi, còn 3 người kìa. Không ổn rồi. Không ổn một tí nào rồi. Mình sẽ tìm cách mình công thanh niên bên dưới này nhá. Có 4 trái keo à. Bây giờ mà dùng hết cả 4 trái để xuống thì cũng hơi phí nhờ. Căng ta. Giờ sao ta? Từ mình sẽ chờ xem là cái bo nó thu về đâu nha. Bây giờ chỉ còn vậy thôi chứ sao giờ. Hy vọng là hai thanh niên cuối cùng kia không gặp nhau và bắn nhau. Bo về mình đi. Vệ. Ừ, đúng rồi đấy. Chờ nãy giờ. Mình biết là kiểu gì thì bo nó cũng về lên này mà. Tại vì là trên này nó cao các bạn. Mà thường thường mấy cái bo cuối nó hay về những nơi cao lắm. À, kinh nghiệm. Rồi, thanh niên đang chạy tới này. 1 phát. 2 phát. Ui, trâu nha. Trâu nha, nhảy ra. Ghê. Okay. Máu rồi các bạn ơi. Dạo này sao mình cảm giác cái súng sạc bắn nó cứ yếu yếu ta. Bắn sạc đầy lên rồi, bắn 2 viên không chết. Ấy, ghê. Chà, thanh niên bắn M104 à. Ác chiến đấy, chạy đâu bạn ơi. Châu thì bắn lâu cũng chết. Bộ hồi phục của chúng tôi à. Một người nữa. Rồi, bơm máu đi bạn. Cứ gì thì cũng phải từ từ chứ. Nào, chạy đi. Chạy ngay gần kịp. Ok. Thanh niên ấy cũng chơi súng sạc các bạn. Nhưng mà sạc đấy sạc dở mà ơi. Sạc này mới là sạc xịn này các bạn. Ok, thì thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tổng kết và trao giải cho mini game thứ 7 tuần trước nhá. Rồi, ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với kết quả xổ số đặc biệt nhá. Thì đây, 2 số cuối là 60. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm xem ai là người may mắn trúng cái con ạc mà mình đã mua nào. Thì như các bạn đã biết thì cứ thứ 7 hàng tuần thì mình sẽ có một cái mini game tặng ạc nha. Mục đích của cái mini game tặng ạc đó là giúp đỡ những bạn nào mà bị mất nick hay là không có nick chơi game hay là bị hack mất nick chẳng hạn. Thì các bạn tham gia thì các bạn nhận ạc. Xong rồi các bạn có cái gì đấy để các bạn chơi với con game Free Fire này. Đấy. À, có nhiều bạn thì hay sử dụng nhiều tài khoản Google, hay sử dụng nhiều nick ảo để mà săn mini game. Nhưng mà mình nghĩ là thực sự thì không nên đâu nha. Cái đấy nó đi ngược lại hoàn toàn với lại cái mục đích ban đầu mà mình tạo ra cái mini game. Nên là thôi, nói chung là bạn nào mà dùng nhiều Google thì tém tém lại nha. Hạn chế đi. Chứ chơi mà gian lận thì không hay cho lắm.
Ok, thì xem nào. Để xem là bạn nào comment 60 nào. Đây, có bạn comment 60 rồi này. Nhưng mà bạn này chỉnh sửa nha. Những cái comment mà chỉnh sửa thì mình sẽ không tính nhá. Tại vì các bạn xem kết quả số miền Bắc xong rồi các bạn chỉnh sửa thì ai mà đỡ được, đúng không? Đây rồi, chủ nhân của cái arc trong mini game lần này thì mình đã tìm thấy rồi các bạn. Một bạn có tên là Đập Minh. Vâng, chúc mừng bạn đã trúng giải nha. Nếu như mà bạn mà có xem được cái clip này thì vui lòng nhắn tin qua Facebook cá nhân của mình để mà nhận giải nha. Khi mà nhận giải thì các bạn phải chứng minh là cái comment này là của các bạn thì mình mới trao giải cho các bạn được. Lý do là bởi vì cũng có một vài bạn kiểu như là nhận vơ ấy các bạn. Cứ nhắn tin cho mình xong rồi kêu em trúng giải anh trao cho em đi. Nhưng mà mình đâu dễ lừa thế đâu. Phải chứng minh được là cái comment đấy là của các bạn thì mình mới trao chứ. Chứ còn cứ nhận mà mình đưa cho thì nó lại dễ quá các bạn ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi random comment nha. Để xem là ai sẽ được 200k một số của mình đây. Bây giờ cái phần lọc comment ấy thì nó không có được như ngày xưa nữa, nó bắt phải mua. Nên là mình sẽ cứ random comment thôi. Nếu như mà chúng bạn nào mà trả lời đúng với lại có UID shop thì mình sẽ tặng nha. Còn không có UID shop thì đương nhiên rồi, làm sao mà tặng được các bạn. Mình sẽ đi lưu lại đã. Đấy, các bạn thấy không? Mình làm mini game rất là rõ ràng luôn, lưu ID các kiểu luôn. Ai mà nhận quà là mình còn lưu cả link Facebook lại nữa cơ. Rồi, tiếp tục nha. Đây rồi, lại là không có ID nữa. Các bạn comment thì các bạn phải comment cả ID, UID ông shop của mình ấy. Chứ nếu như mà không comment UID thì thực sự là lúc mà mình quay vào được cái các bạn lại kiểu như là trúng giải nhưng mà lại không nhận được giải ấy. Buồn lắm. Rồi, bạn cuối cùng, Tin Tony. Ok, lưu lại nha. Rồi, như vậy là mình đã có đủ những bạn đã trúng mini game nha. Nếu như mà các bạn tham gia mini game mà các bạn không trúng ở tuần này thì các bạn có thể tham gia vào 6:30 tối thứ bảy hàng tuần nha, trên kênh Lão Gió nha. Thì tuần nào mình cũng sẽ tổ chức nhá. Còn tổ chức tới khi nào thì mình cũng chưa biết nữa. Bao giờ thì mình ngừng thì mình sẽ thông báo với các bạn sau. Nhưng mà hiện tại thì tuần nào mình cũng sẽ có nhá. Cuối cùng là nếu như mà các bạn có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho những cái mini game của mình, hoặc là có vấn đề gì khi mà mua ảo ở trên shop của mình, thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook cá nhân của mình để mình hỗ trợ cho các bạn nhá. Facebook cá nhân thì có ở bên dưới phần mô tả nhá. Và nếu các bạn cũng có nhu cầu mua arc Free Fire hay là arc Liên Quân hay arc game khác thì các bạn ghé shop ủng hộ mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.